Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lấy cái file PDF ở trên Shopee về để chúng ta in ra. Thì đầu tiên các bạn hãy truy cập vào phần đó là quản lý vận chuyển. Rồi tiếp đến, ở cái phần đơn hàng này thì các bạn click cho tôi vào cái phần đó là in phiếu giao. Rồi tiếp đến, chúng ta chỉ cần click chuột phải vào cái phần file in này và chúng ta tiến hành click vào lưu thành hoặc là nhấn Ctrl S, đúng không ạ? Rồi tiếp đến, các bạn đặt tên hoặc là để mặc định như này cũng được. Ở đây thì tôi sẽ tiến hành đặt tên. Ok, sau khi chúng ta đặt tên xong thì chúng ta tiến hành lựa chọn ổ đĩa và lưu lại. Rồi chúng ta có thể mở lên, chúng ta in hoặc là gửi cho bất kỳ một ai đó, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc bạn thành công.